Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Google đã chính thức thiết lập quan hệ chiến lược để mở rộng chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0, một sáng kiến của Google nhằm cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng số cho 500.000 lao động tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, sáng kiến Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 của Google giúp đào tạo nhân lực phát triển kỹ thuật số, nâng cao quy mô kinh tế. Với sự đầu tư nghiêm túc của Google và sự vào cuộc của Bộ Công Thương, chương trình sẽ mang lại nhiều hiệu quả lớn cho nền kinh tế Việt Nam, cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 được khởi động tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2018 và đã tổ chức các khóa đào tạo cho gần 85.000 người hoạt động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với 24 mô hình đào tạo tại 6 trung tâm đào tạo ở các thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt và Hải Phòng.